trường ra mít. Ui, chắc là mắc anh ta. Đúng rồi, để dạo là ui. Ôi trời ơi. Cô canh hi múc ăn đồ ăn sân rơm mít thôi. Đầu tiên là căng tin nha. Ở đây mình có đồ gì là bún bò nè, bánh mì chảo nè. Đồ nước ngoài thì bọn mình có nachos, tacos và waffle. Bún bò. Nước đập mà nha, thơm mùi xả và mùi mắm luôn. Thịt rất là nhiều, mình thấy là cũng dày hết trơn, có nguyên cục chả chả bá lửa luôn. Bánh mì chảo. Ăn mấy ngàn phần nha mọi người. À, có thịt bò nữa nha. Nước hết ngon nha. Ủa nha, mềm nha, mà nhiều phết á. Nachos. Ôi món này siêu ngon lắm mọi người ơi. Cái bánh này là trên giòn, là bánh ngô, ở trên có lớp phô mai nữa. Mà hôm nay ở dưới này nó sẽ có một ít rau đấy, bọn mình không quay được, chứ nếu mà quay ra mà phô mai nó tan chảy ra thì xuất sắc. Tacos. Nhưng bên trong lại ủ luôn cái phần cá chiên giòn rất là béo, rau thì rất là tươi luôn, một cái vỏ bánh ngon nha, thơm lắm. Waffle. Cái này là nhân chapeni, nó có cá bào nè, cà bông nè, sốt teriyaki với mayonnaise. Cảm tưởng như ăn bánh xèo Nhật á. Quá.